Vâng, xin gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị khách hàng cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Sĩ Chất. Ngày hôm nay thì em Việt sẽ mang đến cho các anh chị chúng ta cùng tham khảo với một mẫu xe đúng nghĩa là hàng tuyển, đẹp hiếm có, khó tìm. Thực sự là không hiểu tại sao mà bác chủ có thể đi một chiếc xe hơn 3 năm mà vẫn giữ được sơn zin nguyên bản 100%. Chiếc xe này mà các bác tìm ra một vết sơn thôi là bên em cũng hoàn tiền cho các anh ta 100%. Xe là bảo dưỡng full lịch sử trong hãng luôn các anh chị nhé. Đây các bác có thể thấy giúp em này. Công tơ mét hiện tại của xe thì nó dừng ở mức là 3,7 vạn và bảo dưỡng không thiếu một ngày ở trong hãng. Và tất cả các chi tiết nội thất bên trong thì các bác có thể thấy cái độ mới của nó. Xe là tư nhân chính chủ nhé, một chủ từ đầu. Lăn bánh 3,7 vạn và như em nói là cam kết luôn cho các anh ta là sơn zin nguyên bản 100%. Gần như là chủ ta đi không một vết xước, các bác nhìn em ni lông bên trong này. Đấy, các chi tiết người ta chủ cũ còn chưa kịp bóc hết tem ra. Đấy, lên mà có màn hình này. Và ni lông màn hình các bác có thể thấy là vẫn có thể bóc tem nhé. Ngoài ra thì các anh chị ta thể thấy là chiếc xe này nó còn trang bị cho các anh ta với tính năng ga tự động cruise control. Ở đây thì các bác sẽ có điều khiển giọng nói, nghe thoại rảnh tay. Được chưa ạ? Các chi tiết từng nóc bản lề đây các anh chị có thể là nhìn cho em này. Nó cũng không một vết vặn. Đó, các bác nhìn cho em bản tapi cánh cửa của xe thì đây. Rất mới luôn. Vâng, rất mới luôn các anh chị nhá. Keo chỉ là đương nhiên là cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản rồi. Đấy, như em Việt nói thì chiếc xe này mà các bác cứ tìm ra một lỗi nhỏ thôi là bên em hoàn tiền cho các anh ta 100%. Bác nào mà muốn mua một chiếc xe đẹp, xe chất thì các anh chị ta tham khảo thử cho em chiếc xe này. Đây là một cái mẫu xe đa dụng 7 chỗ mà đang cực kỳ ăn khách của thương hiệu Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Đó chính là dòng Xpander. Các bác có thấy là chiếc xe này ưu điểm của nó đó chính là cái mức tiêu thụ nhiên liệu. Dù là xe 7 chỗ nhưng mà cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu của nó chỉ ngang cả chiếc sedan hạng B thôi. 6,9 lít trong 100 km đồng hồ của đường ngoài đô thị. Chiếc xe này ăn có 5,9 lít xăng các anh chị nhá. Không gian nội thất bên trong thì khá là rộng rãi, thoải mái để các chúng ta có thể đi được 7 người. Chiếc xe này là nó dạng 5+2. Nguyên bản thì đương nhiên là với cái phiên bản này nó sẽ được trang bị là ghế nỉ, nhưng mà chủ nhân cũ là lên các anh chúng ta bộ ghế da rồi. Là giúp giữ cái nội thất bên trong nó sạch đẹp, nó ít bị bám bẩn trong cái quá trình mà các chúng ta sử dụng. Đấy, các chị có thể nhìn cho em này. Giữ xe cực kỳ cẩn thận luôn các bác nhá. Đấy, quay luôn cho chúng ta với cả cốp nhé. Con này là sơ cua chưa hạ. Vâng, sơ cua chưa hạ các bạn. Đây các anh chị nhìn về em này. Đấy, xe tư nhân chính chủ nhá. Đấy, đây là trong trường hợp chúng ta sử dụng đến cái hàng ghế thứ ba thì cái khoảng cốp còn lại của nó thì sẽ chỉ đủ để các anh chúng ta mang theo một vài đồ đạc nhỏ gọn thôi. Đấy, còn nếu mà thích thì các anh chị ta gập phẳng cái hàng ghế thứ ba này lại như này này. Đó thì các bác thể thấy là chiếc xe nó sẽ mang tới cho các anh chị ta với khoang cốp khá là rộng. Đấy, độ zin của nó thì đây anh chị nhìn về em này. Đấy, từng cái vệt đinh tán nhé. Đây, check test thoải mái chính hãng luôn. Vâng, vì xe là bảo dưỡng ở trong hãng nên là các bác có thể là đem đi check test thoải mái cho em. Đấy, từng con ốc là nguyên zin nguyên bản. Đó, nguyên zin nguyên bản hết các anh chị nhá. Đấy, phần trần các anh chị có thể thấy là chủ người ta giữ cũng rất là sạch đẹp này. Đấy, rất ít vết bám bẩn. Đấy, cái lòng vè cốp nó rất là sạch đẹp, đúng không ạ? Gần như là không có vết xước. Ở dưới này chúng ta sẽ có cái hộp để đồ nữa này. Xe là vừa về ngày hôm qua là em Việt mới rửa qua nước lã thôi. Đấy, quay luôn lên sóng người anh chị ta có thể là thấy được cái độ chất độ đẹp xe này nhá. Từng ốc anh chị nhìn cho em này, nguyên zin nguyên bản. Nguyên zin nguyên bản. Vâng, vậy thì sản phẩm mà ngày hôm nay showroom của em Việt mang tới cho các anh chị ta cùng tham khảo đó chính là một mẫu Xpander phiên bản số sàn được sản xuất là năm 2021. Chiếc xe này thì được trang bị động cơ máy là 1.5 số tự động. À, số sàn anh chị nhá. Đấy, con này thì các bác thấy phần đuôi phía sau thì thiết kế cũng rất hiện đại trẻ trung với cái phần đèn hậu đặc trưng của Xpander, đó là những cái giải đèn LED thiết kế dạng hình chữ L. Và đây ạ, các anh chị có thể quan sát với em này, cái chóa đèn của nó đây. Đấy, không một vết xước luôn. Đấy, những đường viền mép xung quanh đèn này em quay thật kỹ này. Đấy, đây ạ, các bác nhìn cho em cái đường mép của nó này, cực kỳ liền lạc nha, gần như là không có một vết xước các bạn. Vâng, thực sự là bác chủ bác đi quá giữ xe luôn. Nhưng như vậy thì có lẽ là chúng ta bây giờ mua một chiếc xe đã qua sử dụng mà chủ người ta đi giữ gìn cẩn thận như này, cổ bền tại người, thì chúng ta cảm thấy yên tâm, đúng không ạ? Đấy, con này thì anh chị nhìn cho em đường mép của nó này. Đây ạ, sơ cua nhá. Các bác nhìn cho em này. Đấy, chưa một lần chạm đất nhá. Đấy, gầm là như mới tinh luôn. Cái này là bên em chưa xịt rửa qua gầm. Đấy, nhưng mà các bác có thể thấy độ gầm đẹp của nó. Được chưa ạ? Với dòng này thì các chúng ta mua về thì các bác có thể là vừa đi gia đình hoặc kết hợp chạy dịch vụ với cái dòng Xpander số sàn này cũng rất là ok. Đấy, một chiếc xe 7 chỗ nhưng mà giá bây giờ thì nó chỉ còn tương đương với cả một chiếc i10 thôi, một chiếc sedan thôi.
Đấy, nhưng mà như em nói thì đây thực sự đang là một trong những dòng xe đa dụng 7 chỗ mà có thể nói là ăn khách nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. À, với phiên bản này chúng ta sẽ có bộ la răng của nó là la răng phay 5 chấu nhé. À, lốp của nó là kích thước là 16 inch. Con này là lốp liền đời theo xe và đương nhiên rồi, xe nó mới lăn bánh đúng có 3 vạn 7 các bạn. Vâng, đúng 3 vạn 7 nhé, lốp theo xe nhé. Đây các anh chị nhìn xem gai lốp của nó này. Đấy, chạy chuẩn nhá, không tua. Vâng, các bác phát hiện ra tua bên em hoàn tiền luôn các anh chị nhìn xem đường mép của nó này. Đấy, tổng thể cái phần ngoại thất của xe thì đây, các chi tiết các anh chị có thể quan sát này. Không chê được luôn. Đấy, tay nắm cửa mạ chrome nhá. Xe một chủ. Đấy, chủ đi gia đình, cẩn thận. Các bác nhìn cho em này. Quá mới luôn. Con này là vừa mới đăng kiểm cho các anh chị xong đến tháng 10 2026. Đấy, về các anh chúng ta tiết kiệm được một khoản khá khá đúng không ạ? Hay là những cái đường mép ở cái phần thân xe và phần cản trước, anh chị nhìn cho em. Nó phải phẳng phiu như này. Đấy, la răng các anh chị có thể thấy là cũng gần như là không một vết xước nhá. Đây đời lốp đây. 21 và con này đời 2021 đây, lốp trùng đời nhá. Cụ phanh các anh chị nhìn cho em này, trắng phao phao luôn. Máy đang nổ nhưng mà cực kỳ êm. Vâng, cực kỳ êm luôn các bạn. Về phần đầu xe thì đây ạ, các bác có thể thấy là ở cái thế hệ này ý, thì chiếc Xpander dù là phiên bản số sàn nhưng lại vẫn được trang bị ga tự động Cruise Control và đèn gầm. Đấy, phần đèn pha của nó thì sẽ vẫn chia làm 3 tầng. Phía trên này chúng ta sẽ có cho em là giải đèn LED định vị ban ngày này. Đấy, thiết kế sắc sảo với các chi tiết viền chrome. Đấy, còn đèn pha chính của nó thì được trang bị với bóng đèn halogen. Cái này là chủ nhân cũ lên các bác cái đèn LED xenon siêu sáng này bên trong rồi nhá. Đó. Rất mới luôn. 2021 các bạn. À, trước này nếu mà các bác mà muốn làm trả góp thì em Việt có thể hỗ trợ cho các chị ta vay tối đa lên tới 70% giá trị xe nhá. Đấy, bác nào mà muốn mua về để phục vụ cho việc kinh doanh, muốn làm trả góp thì các bác anh chị chúng ta có thể là liên hệ trước cho em Việt để hỗ trợ tư vấn cho các chúng ta cụ thể. Đây các bác nhìn cho em đường mép của nó này. Vâng, giữ xe rất cẩn thận luôn các bạn. Đây ạ, la răng này. Đấy, đời lốp nhá. Đấy, các bác thấy cũng là 21 nhá. Nguyên zin nguyên bản từng con ốc. Vâng, nguyên zin nguyên bản từng con ốc. Đó. Như này thì anh chị đã cảm thấy là chiếc xe nó đẹp xuất sắc chưa ạ? À, lúc nãy thì em quay cho bác cái tappi bên lái rồi. Còn bây giờ thì em quay cho các chúng ta thêm các cái chi tiết tappi cánh cửa bên phụ này. Đây, các bác có thể nhìn cho em này. Đấy. Rất mới luôn. Đó, xe chưa dọn dẹp gì đâu, mới chỉ rửa qua bụi thôi, nhưng mà cứ lên sóng luôn nhá. Để các bác nào mà yêu xe đẹp, xe chất thì các bác có thể là alo trực tiếp cho em. Vâng, alo trực tiếp cho em nhé. À, con này là được chủ nhân cũ độ lên cho chúng ta đề nổ rồi. Đấy, tem mác các bác nhìn về em này. Đấy, hai trên kính là vẫn còn trên gương là vẫn còn nguyên bản. Nội thất rất là mới luôn. Lên camera hành trình cho các chị nhé. Đấy, độ đề nổ rồi. Đấy, xe được trang bị số sàn 5 cấp. Được chưa ạ? Số sàn 5 cấp. Vâng, các chi tiết ốc bản lề đây các bác nhìn về em. Quá mới luôn. Đây ạ. Vâng. Đó là phần nội thất và ngoại thất của chiếc Xpander. Còn bây giờ thì em Việt sẽ tiếp tục quay cho anh ta với cái phần động cơ để các bác có thể đánh giá cái tình trạng chiếc xe nhé. Và bây giờ tiếp theo với khoang động cơ của chiếc Xpander này thì các bác có thể thấy là xe thì đang nổ máy. Vâng, em đang nổ máy nhưng mà máy các anh chị nhìn cho em này. Đấy, tất cả những cái vạch sơn nó còn nguyên bản. Zin từ keo giàn cò. Kể cả cái lòng vè cốp bên trong, anh chị lòng vè bên trong cái khoang máy các bác có thể thấy nó độ mới ở đó này. Đấy, đương nhiên là ốc cabo không một vết bặn rồi. Đấy, máy quá chất luôn anh chị nhá. Đây ạ, các bác nhìn cho em này, tất cả từng ốc của nó là còn nguyên vạch sơn từ trong hãng đi ra. Đấy, các bác nào mà cảm thấy chưa yên tâm về chiếc xe như mới này thì các bác cứ đem ra chính hãng mà check test thoải mái để đảm bảo cái chất lượng của xe. Và vậy thì ở trên đây là chất lượng chi tiết của mẫu Xpander phiên bản số sàn 2021 mà showroom của em Việt mới cập bến ngày hôm qua. Và mức giá hiện tại bên em đang chào bán ra cho quý anh chị nhà mình với con số là 475 triệu. Có thương lượng cho anh chị nào quan tâm thiện chí muốn mua một chiếc xe đẹp, xe chất thì các bác có thể là liên hệ cho em Việt theo số hotline của em là 0947598859 để em hỗ trợ và tư vấn cho các chúng ta cụ thể về các thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với chiếc xe đa dụng 7 chỗ đang rất ăn khách này. Một lần nữa rất là cảm ơn quý anh chị nhà mình đã cùng dành chút thời gian theo dõi. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ và nhớ ấn nút đăng ký kênh để có thể cập nhật những sản phẩm mới về hàng ngày tại showroom Việt Xe Chất.